Xin chào mấy chú cô đến với kênh Đại Lúa được giá trúng mùa, trúng mùa được giá. Miếng đất này của anh Họ thuốc mà không biết giống này giống gì, bữa nay nó đỏ đuôi, dòm thấy lúa cũng được lắm mấy chú cô. Đó. Này hình như là chắc 504 hay gì á, thấy cái hột nó giống giống nè. Đây anh Họ mình xịt thuốc. Miếng đất này lúa cơi hơi bị nhiều mấy chú cô. Mà nói chung miếng đất này hồi xưa là lúa cơi dữ lắm mà không có lúa mình, bây giờ nó đỡ rồi đó. Nó vụ rồi có xịt thuốc rồi đi quét thuốc nữa đó, cho nên nó giảm. Giảm 50% mấy chú cô. Nó bị ngay cái đoạn giữa, hai đầu không có. Rồi bữa nay anh Họ mình xịt thuốc về đây, hỏi cái giống này giống gì, được bao nhiêu ký phân. Mà lúa này nó đỏ đuôi giờ em thấy cũng im lắm. Cặp bờ ganh giờ em thấy phải điều hết gì không là ngon ha. Đều hết như chỗ này không là quá đã luôn. Cặp mương lớn này mà còn phèn hả? Trời ơi, đâu mấy mấy chữ lăng đó. Tao chơi lá đó đó, trong chót này nó phèn không? Cái gì nó còn phèn dữ lắm, nó dễ gì mà hết. Rất phèn. Ừ. Ra nước này nó không phèn. Cũng nhỏ cái lớn này chứ cái nhỏ luôn hả? Chết luôn. Ngoài biết được hết. Bữa nay xịt này là cuối luôn đó hả? Này cuối này chắc xịt đồ ôn cổ bông với lép hạt phải không? Có vô gạo gì không? Vô gạo bông bự trái dừa gì không? Bánh vô gạo. Đó cà ly đó. Cà ly đó hả? Cà ly tan hay gì? Đó hả? Ở ngoài bờ kinh bỏ ngoài hả? Có vợ theo pha mà còn pha chung nữa hả? Nó mau. Thôi đây luyện phao nó biến. Ê, làm mở cái bắt đầu cái đầu tôi để cái lỗ to nó không có nghẹt. Đụng băm cái gì đó mà nó còn nghẹt á. Cái lược mình nó xuống. Cái cỏ bông cỏ nè. Ừ. Cái lược bị lủng hay gì hay là cái già tiếp theo cái dành hả? Ừ, cái miếng dưới kia chỗ quệ đó thấy được không? Mấy chỗ điện im không? Ừ. Thấy đỡ đỡ cũng cháy lá thôi bà. Ô em. Ô em á, thì ô em phải cháy rồi. Ừ. Cũng bị này, hoài nó không hết à. Ừ. Cái đất này mùa này cũng giảm đỡ hơn mấy vụ trước rồi đó. Ừ. Bao lúa cơi nè. Lúa cơi nó lên hôm lúc xả nước. Ừ. Bữa nửa tháng. Ừ. Ta 30 ngày hả ta xả? 30 ngày 4 ngày ta hả xả? Bữa nửa nó ta xả ra nó bị chết cháy chết. Lung nó lút á. Cái gò chưa ngập mà cái lung nó lút đầu hết rồi. Nghẹt hai bé, nghẹt bé đầu giờ tới hai bé giữa. Tới hai mét giữa rồi. Để xịt luôn rồi. Đây thuốc này đây mấy chú cô, kali. Cali gói, cali chai,
Cali gói, cali chai mấy chú cô. Cái này chi gì? Cái thuốc ủa, cái này mà thuốc sâu nữa hả? Rồi đậu ôm. Đậu ôm hình cô gái Nhật, nó bị chóc cái hình cô gái Nhật rồi. Đậu ôm lá đỏ cổ bông. Một, hai, ba, bốn, năm. 2 3 4 5. Chai này nữa nè. Hai bốn năm sáu đó. Cái này là giống 504 mấy chú cô. Để mình hỏi rồi bán chưa không biết, đỏ đuôi vậy. Này giống lúa 504. Tại miếng đất này nó thấp hơn bên đây nè mấy chú cô. Thấp hơn nhiều lắm. Bên đó là giống OEM đó. Bên cái cao hơn là giống OEM. Còn bên đây là 504 của anh họ mình. Lúa mấy gài nó cũng tuột giá rồi. Mưa quá mưa rồi. Mưa thì sâu. Nắng thì lạnh. Ừ. Cái đầu ngoài này nó bị xẹp rồi, nó trúng hơn cái đầu trong. Lối xịt lối này nữa rồi đó hả? Ba lối à. Ừ. Ừ. Thì giống lúa 504 bán rồi mấy chú cô. Bữa 13-14 này là cắt mấy chú cô là giá 8.000 đồng một ký. 504 bán 8.000 là cũng có giá rồi. Lúa bây giờ nó cũng nhóng tuột lại. Hổm chinh dưới kia thì bán 82 mà cũng bao ngày nữa cắt nè. Còn bữa nay cái miếng này tới còn cả 10 ngày nữa cho nên nó bán nó hơi thấp. Lại lúa nó sụt rồi. Video đến đây là hết. Nhớ xem và đăng ký kênh ủng hộ Đại Lúa. Xin chào, hẹn gặp lại.